vương kiệt một cuộc đời một giấc mơ từng là một trong những ca sĩ tài năng có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí hoa ngữ nhưng giờ đây sự nghiệp của phương kiệt chỉ còn là hư không sau bao biến cố lớn Phương Kiệt là một trong số ít những nghệ sĩ hoa ngữ được khán giả Việt Nam nằm lòng với nhiều ca khúc được truyền thể thành lời Việt quen thuộc với khán giả Việt Nam như Liều thuốc cho trái tim, Vì sao trong lòng tôi. Âm nhạc Trung Quốc thập niên 90 có gì? Người ta dễ dàng nghĩ đến sự ảnh hưởng rộng lớn của Tứ Đại Thiên Vương, Quách Phú Thành, Lưu Đức Khoa, Trương Học Hữu và Lê Minh. Nhưng nếu có ai có thể khiến họ dè chừng, chắc chắn Phương Kiệt là cái tên không thể bỏ qua. Tuy không được liệt vào hàng những vị vua, nhưng thập niên 90 đã chứng kiến cuộc đổi đời ngoạn mục của Phương Kiệt, từ một gã trai nghèo khó vươn lên thành ngôi sao hàng A. Nhưng đáng buồn, khi sự nghiệp của Quách Phú Thành, trường học hữu Lưu Đức Hoa vẫn còn nối tiếp, đến nay thì thành công của Phương Kiệt chỉ còn là câu chuyện của quá khứ. Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Phương Kiệt được chia sẻ khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Ở tuổi U60, gương mặt của Phương Kiệt đã thể hiện rõ sự tác động của thời gian với những nếp nhăn và hàm râu trắng không được cắt tỉa gọn gàng. Nhớ lại Phương Kiệt của thập niên 90, nhiều người tiếc nuối vẻ lãng tử một thời. Trang Quy Quy đánh giá rằng những nỗi buồn trong suốt 16 năm qua có thể khiến Phương Kiệt không thể vượt dậy. Phương Kiệt sinh năm 1962 tại Đài Loan, nam ca sĩ là con trai của diễn viên Vương Hiệp. Năm anh 3 tuổi, gia đình chuyển sang Hồng Kông sinh sống. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ sau đó không lâu khiến Vương Kiệt lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương. Năm 17 tuổi, năm ca sĩ gặp một cô gái đồng cảnh cổ. Cả hai đến với nhau và có một đứa con. Tuy nhiên, hạnh phúc cũng nhanh chóng đổ vỡ vì họ còn quá trẻ. Việc làm bố quá sớm khiến cuộc sống của Vương Kiệt vốn đã khó khăn, trở nên thiếu thốn đủ bề. Năm ca sĩ trở về Đài Loan, làm đủ nghề, vận chuyển hàng hóa, bảo vệ, tài xế taxi và đóng thế cho những cảnh nguy hiểm. Nhưng tưởng cuộc đời Vương Kiệt đã khép lại từ đó nhưng đến năm 1987 đã đánh dấu sự chuyển mình ngoạn mục của anh. Chỉ vài tháng trước khi phát hành album đầu tiên, Vương Kiệt vẫn còn là một tài xã hội đen nhỏ, không có công việc ổn định, nhờ được phát hiện trong một quán bar với giọng hát khá độc đáo, năm ca sĩ có cơ hội hợp đồng với một công ty. 25 tuổi, cuộc đời Vương Kiệt đã có những tia sáng đầu tiên. Nhiều mối quan hệ quen biết với nhạc sĩ Lý Thỏ Toàn, Vương Kiệt cho ra album đầu tay, một trò chơi một giấc mơ vào tháng 12 cùng năm đó. Album như một cú quyết định số phận của nam ca sĩ, hoặc một bước lên đỉnh vinh quang hoặc trở về xuất phát điểm ban đầu. Thời điểm đó không ai trong công ty hy vọng về doanh thu từ album của Vương Kiệt. Khi đồng nghiệp trêu chọc, Vương Kiệt còn tự tin bảo sẽ bán được 300.000 bản. Nhưng chẳng ai ngờ album này đã bán được đến 18 triệu bản tại thị trường châu Á, chiếm lĩnh danh sách bán trà kỷ lục tại Đài Loan trong nửa năm liền đi đến đâu người ta cũng có thể nghe thấy những sai điệu trong một trò chơi, một giấc mơ. Nhiều phim của TVB cũng sử dụng những bài hát của Phương Kiệt để làm nhạc phim. Nổi tiếng muộn nhưng thành công của Phương Kiệt đến nhanh chóng, nam ca sĩ từng ví von rằng mọi thứ như một giấc mơ và sợ sẽ bị vỡ mỏng bất cứ lúc nào. Một trò chơi một giấc mơ như gói gọn sự nghiệp và cuộc đời của Phương Kiệt, chứng kiến sự thành công của nam ca sĩ nhưng cũng như một lời tiên liệu sau đó, Phương Kiệt liên tục cho ra mắt gần 40 album bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Phổ Thông. Nam ca sĩ cũng góp mặt trong gần 20 phim truyền hình điện ảnh. Không quá điển trai, nhưng năng lực diễn xuất của Phương Kiệt cũng giúp anh được ghi nhận ở lĩnh vực phim ảnh. Nhưng rồi, sự nghiệp của Phương Kiệt lại nhanh chóng tiêu tan vì bị hãm hại. Có người đã trúc độc vào rượu khiến thanh quản của Phương Kiệt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể phục hồi. Cố gắng hết sức nhưng con đường trở lại với âm nhạc của Phương Kiệt trở nên mơ mịt. Không chỉ giọng hát, tóc của Phương Kiệt rụng đi mỗi ngày khiến diện mạo của nam ca sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mỗi lần về nhà soi gương nhìn thấy hình ảnh của mình, tôi khóc. Soi gương trở thành nỗi sợ lớn nhất của tôi. Phương Kiệt từng chia sẻ. Để dẹp bỏ nỗi sợ hãi, Phương Kiệt dùng sơn quét lên tất cả gương trong nhà để không phải nhìn thấy chính mình. Sau đó, nam ca sĩ bán hết nhà cửa ở Đài Loan, chuyển sang Canada sinh sống để tỉnh dưỡng một thời gian. Nhiều người nổi tiếng bị nghi liên quan đến vụ việc này, nhưng Vương Kiệt từ chối nêu danh tính. Từ năm 2003 trở đi, nam ca sĩ ít ra sản phẩm. Năm 2006 và 2009, Vương Kiệt từng tổ chức hai đêm nhạc. Năm 2017, trong một cuộc trò chuyện hiếm hoi, Vương Kiệt nhớ về những ngày đã qua trong quá khứ. Tôi từng sống trong thế giới của quỷ. Những vinh quang của ngày trước trượt như một giấc mơ, thức dậy thì mọi thứ đã biến mất. Năm 2017 tham gia chương trình bài hát vàng, Phương Kiệt thể hiện lại ca khúc trong album mở đầu sự nghiệp. Nếu như ngày trước, người ta có thể cảm nhận được nỗi niềm sâu lắng, giả diết của tình yêu trong dòng hát của Phương Kiệt, thì khi ấy chỉ còn lại nỗi buồn về thân phận của nam ca sĩ, chết chồng theo năm tháng. Qua tiếng hát của Phương Kiệt, bạn có thể nghe thấy những đau đớn, bối rối và cả sự nỗi tiếc, tờ Quy Quy viết. Từ đó đến nay Phương Kiệt hầu như ít xuất hiện, nam ca sĩ gần như rút lui khỏi làng giải trí. Năm 1993, Vương Kiệt tiến thêm bước nữa sau 10 năm làm bố đơn thân, nhưng cuộc hôn nhân này cũng không bền vững. Đến nay, Vương Kiệt vẫn sống độc thân.